Trong hai ngày 4 và ngày 5 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra xét xử 4 bị cáo gồm Nguyễn Viết Thắng, 47 tuổi, thuyền trưởng tàu Hải Thành, 26, Hoàng Tiến Khôi, 28 tuổi, sĩ quan bon tàu Hải Thành, 26, Trần Kiên, 34 tuổi, thuyền phó tàu Petrolimax, 14 và Nguyễn Xuân Sang, 30 tuổi, thủy thủ tàu Petrolimax, 14 về tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đêm ngày 27 tháng 3 năm 2017, tàu Hải Thành 26 chở 3.000 tấn clinker từ cảng Hải Phòng đi Cần Thơ. Khi đến vị trí cách mũi vũng tàu khoảng 44 hải lý thì xảy ra đâm va với tàu Petrolimex 14. Vụ tai nạn làm 9 trên 11 thuyền viên tàu Hải Thành 26 thiệt mạng, toàn bộ tàu và hàng hóa bị chìm. Cơ quan điều tra xác định lỗi trực tiếp là do kiên và sang của tàu Petrolimex 14 không làm tốt công tác cảnh giới trong lúc trực đã rời vị trí. Còn lỗi gián tiếp do Khôi, chỉ huy ca trực của tàu Hải Thành 26, dù phát hiện tàu Petrolimax 14 đổi hướng nhưng không tránh. Thuyền trưởng thắng của tàu Hải Thành 26, khi cho tàu xuất bến thấy thiếu hai thủy thủ ca trực và một thợ máy trực ca so với định biên an toàn tối thiểu mà vẫn cho tàu rời cảng. Chiều ngày 4 tháng 5, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phạt tiền các bị cáo thay vì phạt tù. Phạt Nguyễn Xuân Sang, Trần Kiên, mỗi người từ 600 đến 750 triệu đồng. Còn Nguyễn Viết Thắng, Hoàng Tiến Khôi, mỗi người từ 300 đến 400 triệu đồng. Do vụ án phức tạp, nên sau khi kết thúc phần tranh tụng, hội đồng xét xử thông báo đến ngày 11 tháng 5 sẽ tuyên án.